Toni Kroos tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Toni Kroos vừa quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid bằng bản hợp đồng gia hạn đến năm 2023. Kroos đã có 233 lần khoác áo Real, giành tổng cộng 12 danh hiệu. Con số đó sẽ còn gia tăng khi anh tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ này.